À, bây giờ chúng ta sẽ sang dạng số 2. Đấy, tìm khoảng đơn điệu của một hàm cho trước. Đấy, dạng 2. Dạng bài tập số 2 chúng ta ghi 3 la mã nhé. 3 la mã. Dạng 2. Đúng không? Tìm khoảng đơn điệu. Của hàm số cho trước. Mở ngoặc, đây là dạng bài tập phổ biến nhất. Đây là phổ biến nhất, kể cả bài khó lắm nó vẫn phải làm các bước như này. Những bài tập vận dụng cao thì vẫn phải nắm được các bước như này nhá. Chỉ có là các trong các bước làm nó sẽ khó lên thôi. Thì bước 1 này. Các bạn tính y phẩy. Tính y phẩy và giải phương trình y phẩy bằng 0. Tính y phẩy và giải phương trình y phẩy bằng 0. Bước 2, các bạn xét dấu cho y phẩy. Xét dấu cho y phẩy. Thì có phải lúc này các bạn sẽ biết là khoảng nào dương, khoảng nào âm không? Âm hay dương đúng không? Âm hay dương đúng không? Đấy. Bước 3, dựa vào dấu của y phẩy để kết luận. Dựa vào dấu của y phẩy. Để kết luận nhá. Dựa vào dấu của y phẩy để kết luận. Khoảng nào đồng biến, khoảng nào nghịch biến. Đấy, nó chỉ các bước như thế thôi. Tất nhiên là nghe có vẻ dễ đúng không? Đấy, thì các bạn thấy bước 1 đầu tiên là mới biết tính đạo hàm. Thế thằng nào ở đây mà không biết tính đạo hàm thì có phải mất gốc không? Đấy, học lớp 12 xong bây giờ anh phải dừng lại đi dạy tính đạo hàm thì không được. Mà anh biết là chắc chắn là lớp mình không có tình trạng đấy rồi. Đúng chưa? Nhưng mà đã từng, như anh nói, đã từng dạy rất rất nhiều bạn luôn. Thậm chí là qua Tết nhá. Có những bạn xin mà em kèm riêng. Sau đó bước 1 là không biết tính đạo hàm. Đấy, bảo sao. Đấy. Nhá, rất nguy hiểm. Nhá, nào. Bây giờ ví dụ này. Ví dụ này, ví dụ các bạn ơi. Ví dụ anh cho một cái hàm nó bình thường đi. Các bạn coi như làm tự luận đi. Nhá, ví dụ này. Ví dụ 1 này. Nào, Châu vừa đi mất rồi. Châu hôm nay là à đây Châu ạ. À, Châu sinh ngày bao nhiêu nhỉ? 28 tháng mấy? 28 tháng 6. Cũng sắp sinh nhật đấy, nhưng mà số to quá, anh tính phương hàm thì ấy. Nào, y bằng 2x mũ 3 trừ 8x bình. Đúng không? Đấy, ngày tháng 6 đúng không? Cộng 6x năm 2017 đúng không? Trừ 7 đúng không? À, 2027, à 2007, 2007. 2027. Đấy, nào riêng các bạn thấy bước 1 làm nào nào? Bước 1 làm gì các bạn? Tính y phẩy đúng không? Tính y phẩy này. Đấy, y phẩy bằng 6x bình. Trừ từ từ đây anh phải check một số thằng có biết tính đạo hàm không nào. Quang Huy là đọc là sao nào? Đấy, rồi. Rồi. Tưởng trừ 7 nữa. Trừ 7 nữa là bạn nào tính sai đạo hàm là được đẩy xuống học lớp 11 nhá. Hoặc là được anh sẽ thuê trợ giảng kèm riêng, anh chị bảo anh Giang, chị Hải kèm ngồi xem bài giảng đạo hàm lại. Nào, tính vào 100 câu đạo hàm. Nào, thế bây giờ mình sẽ xét dấu kiểu gì các bạn ơi? Nào, chỗ này kỹ thuật này, nhìn vào đây các bạn. Nào. Chỗ này các bạn nhìn vào đây để chúng ta xét dấu. Nếu các bạn làm tự luận ngày xưa thì các bạn sẽ viết rất là dài. Nhưng bây giờ anh không cần. Không cần luôn các bạn ơi. Các bạn làm như này cho anh này. Bật máy tính lên. Giải bất phương trình. 1. À, giải bất phương trình nhá. 2. Các bạn cho mặc định luôn nó dương đi. Cho mặc định nó dương. Ấn số 1. Mặc định luôn nó dương. Nhá. Xong nhập số bắt đầu. 6 này. Trừ 16 này. 6 này. Được chưa? Bằng này. Rồi. Đáp án xấu đúng không? Kẻ một cái trục ra, viết các nghiệm vào. Nghiệm thứ nhất là 4 trừ căn 7 trên 3. 4 trừ căn 7 trên 3. Nghiệm thứ hai là 4 cộng căn 7 trên 3. Và các bạn có phải là vừa nãy chúng ta đi tìm cái dấu nó dương ở đâu đúng không các bạn? Các nhìn này, cái dấu nó dương ở đâu? Nó dương khi nào? Dương khi x bé hơn 4 trừ căn 7. Vậy thì có phải bé hơn nó dương không?
và lớn hơn thằng 4 cộng căn 7 thì nó dương không? Các bạn có hiểu không? Thế còn cái dấu này nó không đề cập đến thì nó là dấu gì? Mặc định nó là âm, mình hỏi nó dương ở đâu. Còn những thằng còn lại mình không hỏi thì mặc định nó là gì? Âm. Hiểu chưa? Đấy, hiểu cái bước xét dấu chưa? Đấy. Như vậy bước xét dấu, bước 1 đây, tính y phải đây, giải phương trình đây. Thì cái bước giải phương trình mình còn ăn bớt rồi mình không cần giải. Bởi vì cái tìm chỗ này có phải là chỗ này là y phải bằng 0 không? Đúng chưa? Mình kết hợp luôn bước 1, bước 2 được chưa? Bước 3 kết luận. Nào kết luận như vậy hàm này nó sẽ làm sao? Kết luận là làm sao? Kết luận là làm sao nào? À, hàm số đồng biến trên khoảng âm vô cùng đến 4 trừ căn 7 trên 3 và 4 cộng căn 7 trên 3 chấm phẩy dương vô cùng. Thấy chưa? Hả? Chỗ và này, phải có chữ và. Nghe này, phải có chữ và. Nhá. Rất nhiều bài tập lừa ở chỗ này. Các bạn chú ý này, nghe dặn chỗ này này. Rất nhiều bài tập lừa như sau. Nó sẽ để đây là dấu hợp hoặc để đây là dấu ngửa. Đều sai hết nhá. Đều sai hết. Bởi vì khi hợp hoặc là ngửa, đây là hợp này, hoặc là giao này. Đấy, thì đều tạo thành một tập hợp. Kết quả của một phép toán tập hợp là sinh ra một tập hợp khác. Hiểu chưa? Nhưng mình hiểu là nó đồng biến trên khoảng này và đồng biến trên khoảng này, tức là đồng biến trên hai khoảng khác nhau. Các bạn hiểu chưa? Nhá. Nên các bạn nhớ là bất cứ cái dấu nào mà nó viết này là dẫn tới là cái bẫy nhá. Đi thi rất hay bẫy kiểu đấy. Đấy, khi nào mà các bạn làm bài, anh sẽ chỉ cho bạn. Đấy. Nhá, các bạn kết luận. Và ngược lại là cái hàm số nghịch biến. Đúng chưa các bạn? Đấy. Hàm số nghịch biến. Thì đây xong chưa em? Phát phiếu các bạn luôn để anh sẽ cho các bạn vài cái bí kíp làm dạng này cho nó nhanh nhá. Đấy, như vậy nhá, các bạn nhớ trong đầu cho anh này. Cái phương pháp tối ưu nhất để xét dấu đó là kẻ trục xét dấu nhá. Kẻ trục xét dấu. Thế bây giờ các bạn này, nếu các bạn là người ra đề mà chúng ta muốn làm khó học sinh lên, vẫn là cái dạng này là người ra đề, các bạn muốn làm khó học sinh lên thì các bạn sẽ làm thế nào? À đúng rồi, cái đầu tiên có phải là cái mà khó khăn của các bạn là ngày xưa đi học là nó cho những con khó khó là tính đạo hàm cũng khó lòi không? Đúng chưa? Cho đạo hàm phức tạp, đấy là cách thứ nhất. Đấy. Cách thứ nhất là cho đạo hàm phức tạp. Đấy, nên là bắt đầu một Casio mới phải xuất hiện để giúp chúng ta những cái đoạn đấy. Đấy, nào khó thứ hai là gì? Xét dấu. À, khó thứ hai là tính đạo hàm xong. Tính đạo hàm thì dễ rồi đúng không? Ví dụ giả sử dễ rồi. Khó ở chỗ xét dấu. Lại cần các cái kỹ thuật xét dấu. Đấy. Và cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba muốn làm khó nữa là gì? Trong tất cả các bạn từ trước đến giờ các bạn học mà sau khi mình học lý thuyết xong rồi mà người ta muốn làm khó thì chúng ta sẽ làm gì? Người ta cứ nhét M vào thôi. Nhét tham số M vào. Đúng không? Nhét tham số M vào. Người ta cứ bắt tìm M để nó làm sao đấy. Có đúng không các bạn? Đấy, tìm M để đấy. Tất cả những cái mà các bạn tìm M từ trước đến giờ bây giờ. Đấy, cứ bài nào mà xong kiến thức cơ bản, làm xuôi làm ngược ok hết rồi thì người ta vứt M vào. Đấy, vứt M vào và vứt M nó rất rất nhiều dạng của M luôn. Đấy, nên các bạn phải hết sức lưu ý nhá. Nào, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến cái ví dụ số 1. Đây là ví dụ 1 rồi, đúng không? Ví dụ số 1 ở trong cái bài của chúng ta luôn. Đấy, dạng 2 luôn đúng không các bạn? Đấy, đề thi đại học năm 2017 là một câu rất nhẹ nhàng, nhưng mà đấy là nhẹ nhàng với các anh chị khi đã ôn luyện đến cái mức đấy. Còn bây giờ rất nhiều bạn là không nhẹ nhàng luôn, khẳng định luôn các bạn. À, đầu tiên này, anh chưa cần các bạn, cái bài này thì chỉ cần nhìn phát là biết đáp án. Đấy, nhưng mà đầu tiên các bạn sẽ làm như thế nào? Nếu để xét tính đồng biến nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng thì điều kiện đầu tiên của nó là tập xác định của nó cũng phải là R đã. Đúng không? Cái này có phải bằng R không các bạn? Thì tập xác định của nó phải là R đã. Thì mình có quyền gạch hai đáp án sai là đáp án gì? Ờ, vì sao?
nó sẽ có cái khoảng bị gián đoạn đúng không? Các bạn học hàm số liên tục rồi thì cũng phải hàm số đây nó sẽ bị gián đoạn tại 2 và tại âm 3 không? Đúng không? Thế thì bây giờ đáp án ở đây của chúng ta sẽ là B hoặc là gì? C. Các bạn chỉ cần nhìn cái hệ số rồi. Các bạn khi thử các bạn tính thằng này y phẩy xem, có phải nó ra 3x bình không? Còn thằng này ra trừ 3x bình không? Trừ đây là sẽ bị âm rồi. Mà đồng biến thì nó cần dương hay âm? Vậy đáp án là gì? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, tức là những cái con như thế này nhá. Đấy, những con như này các bạn sẽ phải nhớ nhá, sẽ phải nhớ luôn nhá. Đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi cho anh một cái phần bổ trợ nhá. Cái này bổ trợ anh sẽ tách cái này ra. Tách cái này ra. Từ từ cái này làm thêm một vài ví dụ đã rồi mới bổ trợ đi cho nó dễ nhá, làm thêm một vài cái. Ví dụ như câu 5 đi, chúng ta làm câu 5 đi. Nào. Bây giờ nó hỏi là hàm số này đồng biến trên khoảng nào, đúng không các bạn? Thế có phải là mình phải làm tay không? Mình sẽ tính bước 1 là tính y phẩy này, y phẩy bằng bao nhiêu? 8x mũ 3. Hết chưa? Giải phương trình này bằng 0 đúng không? Bằng 0. Khi và chỉ khi x bằng 0 không? Đấy. Thế các bạn sẽ kẻ một cái trục xét dấu. Đấy, cái trục xét dấu 0 ở đây. Đấy. Thế các bạn nhìn này. Nghiệm này là nghiệm bậc lẻ nhá, tại vì x mũ 3 bằng 0 là nghiệm bậc lẻ. Thì các bạn nhớ là qua nghiệm bậc lẻ thì cái dấu của nó sẽ không đổi. À nó sẽ đổi dấu nhá, nó sẽ đổi dấu. Nhá, tí nữa anh sẽ nói về cái nghiệm vẫn là 0 nhưng nó không đổi dấu nhá. Đây là nó sẽ đổi dấu này. Nào, các bạn thấy này, nó cái số 0 này là nghiệm và nó chia cái tập xác định của chúng ta thành một cái ranh giới, là một ranh giới bên phải số 0 và một ranh giới bên trái số 0. Thì bên phải số 0 các bạn lấy một số bất kỳ, có phải là số 1, số 2, số 3 không? Các bạn thay vào đây 1 2 3 mũ 3 lên có phải dương không? Điền ở đây dấu cộng, đấy là quy tích xét dấu nhanh. Và nhớ qua cái nghiệm này thì nó phải đổi. Đổi dấu nó thành dấu gì? Âm. Hiểu vấn đề chưa? Đấy, thế thì nó đồng biến cái khoảng nào? 0 đến dương vô cùng, đúng không bạn? 0 đến dương vô cùng. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Hiểu kỹ thuật xét dấu chưa? Nhá. Đấy, bây giờ anh lấy ví dụ ngắn là ví dụ để mình hiểu được cái nghiệm thế nào là nghiệm bậc chẵn và nghiệm bậc lẻ. Nhá. Thế nào là nghiệm bậc chẵn và thế nào là nghiệm bậc lẻ. Bây giờ ví dụ y phẩy của chúng ta, y của chúng ta mà bằng x mũ 3 như vừa nãy đúng không các bạn? Đúng chưa? Thì các bạn thấy là y phẩy bằng bao nhiêu? 3x bình. Các bạn cho bằng 0, tại vì ở đây các bạn bằng mắt thường thì các bạn nhìn thấy được là a x bình thì nó luôn dương rồi đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn thấy ở đây này, có phải là x bình bằng 0 là nghiệm này là nghiệm gì? Nghiệm kép. Hiểu chưa? Nghiệm kép thì qua cái nghiệm kép đấy, nhớ là qua nghiệm kép thì nó không đổi dấu nhá. Thấy chưa? Nó dương nó vẫn là dương mà nó âm thì vẫn là âm. Các bạn nhớ chưa? Cái khái niệm nghiệm kép, cái nghiệm này là nghiệm gì? Nghiệm lẻ. Còn đây là nghiệm kép. Đấy. Có những bài là chúng ta phải bỏ qua cái nghiệm kép luôn, không cần nói nhiều, bỏ qua nghiệm kép luôn nhá. Đổi dấu. Đấy, nó không đổi dấu thì nó sẽ có sinh ra được đồng biến nghịch biến không? Không. Đúng không? Nó sẽ như này, chúng ta sẽ kẻ cái trục ra. Đây là 0. Thế thì bây giờ lớn hơn 1 nó vẫn dương mà bé hơn lớn hơn 0 nó vẫn dương mà bé hơn 0 nó vẫn dương. Thế thì có phải bên này dương thì nó luôn đồng biến không? Hiểu chưa? Đấy nhá. Tại vì có những bài người ta sẽ cho theo kiểu như này các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ kéo xuống một chút. Có những bài nó sẽ cho theo kiểu nó cho y phẩy các bạn. Đây này. Ví dụ chúng ta đến với câu 18 này, nó sẽ là khó khăn trong cái việc xét dấu này các bạn này. Đấy, câu 18 các bạn sang câu 18 luôn này. Đấy. Nó đa dạng lắm nhưng mà anh hỏi đúng dạy đúng bản chất các bạn thôi. Đây các bạn thấy này, nó cho hàm số fx liên tục trên r. Liên tục trên r. Mình cũng chẳng biết fx là gì. Đúng không? Nó đâu có cho fx đâu. Mà không cho càng tốt, bởi vì nó cho f phẩy chưa? Nó cho f phẩy chưa các bạn nhìn này, cho f phẩy chưa? Và có phải là bước 1 của mình tính f phẩy? Đây f phẩy đây tôi tính rồi. Giải phương trình f phẩy bằng 0 thì chúng ta giải đây là phương trình tích, đừng có nhân vào làm gì vội. Đừng có nhân vào làm gì. Nhớ chưa?
nó cho sẵn như này rồi thì có phải là muốn nó bằng không thì cho từng cái cụm một bằng không không? Cái thằng này một bằng không thì x bằng mấy nào? X bằng mấy nào? X bằng mấy nào? Nhưng cái nào là nghiệm kép? Một là nghiệm kép, khoanh vào đây nghiệm kép. Được chưa? Nghiệm kép để vứt đi luôn, khi kẻ trục vứt đi luôn, không cần quan tâm. Nhưng bởi vì qua nghiệm kép nó có đổi dấu không? Không đổi dấu. Đây là cách làm full này, cách làm full đầy đủ này. Kẻ trục ra, viết vào, trừ 1, 1 và 3, đúng chưa? Trừ 1, 1, 3. Thế bây giờ cho anh hỏi các bạn, bây giờ các bạn muốn xét dấu, các bạn xét kiểu gì bây giờ? Hả? Các bạn xét kiểu gì? Các bạn có vứt vào máy tính được nữa không? Không vứt được vào đúng không? Đấy, các bạn nhớ tư duy này, nhớ tư duy này. Đấy, cái này cũng đã từng dạy rồi này. Các bạn lấy cái số mũ to nhất. Ví dụ ở đây, trừ x ở đây mà bình phương lên có phải được x bình không? Trừ x bình phương lên có phải vẫn là x bình không? Nhân với x cộng 1 mũ 3 có phải nhân lên thành x mũ 3 không? Nhân tiếp bên này với cả trừ x. Nhớ chưa? Thì nó sẽ bằng trừ x mũ 6. Nhớ chưa? Trừ x mũ 6, vậy hệ số này âm hay dương? Âm, nhớ chưa? Nào các bạn có hiểu cách lấy không? Đầu tiên nhá, trừ x mà bình phương, nhớ là trừ x bình phương thì nó thành x bình thôi. X mũ 3 là x mũ 3, còn chỗ này trừ x tại vì nó không có cái gì nữa, nó chỉ là trừ x thôi. Đấy chưa? Thì nó bằng trừ x mũ 6 này. Vậy thì chú ý ở đây là dấu ở đây là dấu gì? Âm. Thì các bạn nhớ là ngoài cùng bên phải sẽ là dấu gì? Ở ngoài cùng bên phải. Đấy, sẽ cùng dấu luôn, sẽ cùng dấu nhá. Vậy thì chúng ta điền đây là dấu gì? Âm. Dấu âm. Qua số 3, số 3 là nghiệm lẻ hay nghiệm kép? Đổi dấu cộng. Thấy chưa? Đổi thành dấu cộng. Qua số 1. Số 1 là nghiệm gì? Nghiệm kép thì không được đổi. Vậy nó vẫn là gì? Dương. Đấy chưa? Vẫn là dương. Qua cái này là gì? Qua trừ 1 là nghiệm gì? Thì nó đổi dấu thành gì? Âm, xét dấu xong. Đấy. Hiểu chưa? Đừng nhân bung ra nhá. Các bạn nhớ đừng nhân bung ra. Đấy. Hiểu chưa? Đấy, đấy, con này đã bắt đầu nó đánh đố chúng ta một tí đúng không? Nào, bây giờ nhìn vào đây. Đáp án là gì? Hàm số đồng biến chứ khoảng nào? 1 đến 3. Hợp lý không? Ok. 1 đến 3. Ừ. Cái xét dấu đây này, em hiểu cái đoạn nhân này chưa? Lấy cái hệ số chưa? Lấy số mũ to nhất nhân ra. Thì được cái thằng này này, là dấu là gì? Thì nó sẽ cùng dấu với ngoài cùng bên phải nhá. Nó là dấu ngoài cùng bên phải. Các bạn nhìn cái trục ấy chưa? Ngoài cùng bên phải sẽ là cái này âm, thì ngoài cùng bên phải là dấu âm. Và cứ qua nghiệm kép thì nó không đổi dấu, còn qua nghiệm bậc lẻ thì nó sẽ đổi dấu. Nhớ chưa? Đây này, nghiệm này nghiệm lẻ này, đổi dấu này. Tức là đang bên này đang âm thì sang bên này thành dương này. Còn qua nghiệm này là nghiệm gì? Nghiệm kép này. Thì nó là dương thì bên này vẫn là gì? Dương. Nhớ chưa? Đấy. Còn đây là nghiệm này nghiệm lẻ. Thì nó sẽ đổi dương sang âm. Nhớ chưa? Nhớ cách điền chưa? À, nó sẽ dựa trên cái này chứ. Đúng không? Em thấy nghiệm của chúng ta đây là mũ mấy? Mũ 2 thì là số chẵn. Thì là nghiệm kép. Nó ngoài, nó không thích mũ 2 thì nó có thành mũ 4 được không? Mũ 4, mũ 6 cứ là mũ trắng thì nó sẽ là nghiệm gì? Nghiệm kép nhá. Còn cứ là mũ lẻ thì nó sẽ là nghiệm lẻ. Hiểu chưa? Đấy. Nó mở rộng cái này rất nhiều. Ngày xưa các bạn, ngày xưa lúc mà anh học với anh thi không có những cái dạng như này đâu. Khẳng định các bạn luôn. Phải vứt cái này ra, các bạn vẽ đồ thị làm sao được? Khảo sát làm sao được? Đúng không? Cái hàm này bây giờ chỉ bảo anh là anh vẽ cho em vào đấy thôi. Vẽ cũng có vẽ nổi không? Không vẽ nổi các bạn. Các bạn ngồi các bạn nhân bung hết ra xong rồi thành mũ 6 ạ. Xong các bạn tìm cái hàm ban đầu kiểu gì? Chưa học nguyên hàm làm sao tìm được, đúng không? Đấy, không vẽ được, bài này không vẽ được nhá, chỉ xét ngày thôi. Đấy, nhưng mà vẫn chung quy lại các bước này, nhìn này. Bước 1 tính y phẩy đúng không? Bước 2 là bước xét dấu đúng không? Cái bài này khó ở đâu? Vừa nãy như vừa lấy bạn Huy nói đấy, khó ở chỗ xét dấu. Đúng chưa? Hiểu chưa? Người ta đánh đố ở chỗ xét dấu. Nhưng mà các bước anh đưa ra các bạn thấy xét dấu nó có vấn đề không? Ok chưa? Hiểu được đoạn xét dấu chưa? Nhá. Làm thử một con nữa nhá. Làm thử một con nữa cho nó ngấm nào. Đấy, trong lúc vẫn đợi trà sữa về, đúng không? Hả? Muốn trà sữa thì thôi nhịn cơm đi. Không thì không kịp đâu.
đây các bạn ơi, đây. Đấy, ví dụ Đại học Vinh, đúng không? Đấy, như vậy suất của Minh thì cứ để anh xử lý vậy. Minh cứ về ăn cơm đi, anh sẽ ưu tiên em. Tại vì ăn cơm rồi mà uống trà sữa nó thừa đường ra nó lại ấy. Không biết nào. Các bạn thấy này, nào. F phẩy người ta cho chưa? Có phải đi tìm F phẩy nữa không? Giải phương trình F phẩy bằng không, sinh ra mấy nghiệm? Nghiệm không và nghiệm gì? Hai. Cái mũ trên đầu là mũ gì? Mũ lẻ. Vậy đều là nghiệm gì? Đều là nghiệm lẻ. Vậy có đổi dấu không? Có. Vậy kẻ một cái trục ra, viết không viết hai vào đây. Nào các bạn nhân này, nhân chỗ này. Chỗ này là x này. Nhân với thằng này to nhất là gì? X mũ 3, đúng không? Vậy thì kết quả sinh ra là x mũ 4. Vậy ngoài cùng bên phải sẽ là dấu gì? Dương. Qua nghiệm lẻ đổi dấu thành âm, qua nghiệm lẻ đổi dấu thành dương. Vậy nó hỏi nghịch biến trên khoảng nào? 0 đến 2 không có đáp án. Mày khoanh vào gì? Tập con của nó, 0 đến 1. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Nào có thằng nào mà lấn cấn cái gì thì hỏi luôn nhá. Đấy, có lấn cấn gì không? Hả? Cái gì? Phong thấy có một hạt sạn trong đầu, chưa tắc mạch máu rồi. Phong tắc mạch máu chưa? Đây đề thi đại học đây các bạn nhá. Đề thi đại học nó nào đây. Đây. Nào, đề thi đại học năm 2022 luôn nhá. F phẩy người ta tính chưa? Cho F phẩy bằng không thì nghiệm có phải là x bằng trừ 1 không? Đúng không? Chẳng phải xét gì cả, trừ 1, viết trừ 1 vào đây. Nào, cái này là nghiệm lẻ rồi. Ngoài cùng bên phải dương không? Bên này âm không? Vậy thì nghịch biến trên khoảng nào? Âm vô cùng đến trừ 1 đáp án. Xong. Hiểu chưa? Đấy, nó thế thôi mà. Kẻ trục nhớ nhá, nhớ trong đầu tư duy cho anh. Là phương pháp của anh là hãy kẻ trục. Kẻ trục là cái nhìn minh họa rõ nhất. Kể cả dạng 1, dạng 2, kẻ trục. Đấy. Được chưa? Châu ơi đơn bao giờ về đây? Để anh căng giờ anh phối hợp với các bạn rồi. À, không biết thì chúng ta học tiếp nhá. Rồi ok.